Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Quỷ Thoại Liên Thuyên do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện. Hồi thứ 5, Tài Vận. Đa phần người ta đều tin vào vận số, nói thật tôi cũng là một trong những số đó. Người nào có số mệnh của người nấy, phú quý nhờ trời, ví dụ như có người tự nhiên một bước lên mây, có người lại cả đời hèn vi nghèo khổ. Cũng phải cảm thán một câu, cùng là người vì sao lại khác xa nhau một trời một vực như thế nhỉ? Đúng vậy, là một trời một vực. Sáng hôm nay, ông Lưu bảo vệ chuyển cho tôi một phong thư. Mở ra nhìn thấy một phong bì đỏ chót, viền vàng, trang trí bằng một chiếc nơ kết kiểu truyền thống của Trung Quốc màu đỏ tươi. Hiển nhiên là một tấm thiệp mời đám cưới, còn được người ta gọi là bơm hồng. Trong phút chốc làm nổ banh trái tim tự ti của tôi. Người mời là một người bạn học cùng đại học, tên là Nghiêm Thừa. Khi còn đi học, quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt. Nghiêm Thừa khá đẹp trai, học giỏi, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn, cho nên rất được lòng các bạn nữ. Có thể nói là một nhân vật dạng cây cảnh của trường. Chỉ có điều là nhà cậu ta nghèo, là sinh viên nông thôn lên thành phố học. Không giống như đám trẻ ở thành phố chúng tôi, tương lai của những người như cậu ta đều do tự tay tích góp từng chút một mà thành. Nghiêm Thừa từng rất tự ti về bản thân, nhưng lại không muốn bị người khác coi thường, cho nên để có thể bằng bạn bằng bè, hầu như ngày nào cậu ta cũng chỉ ăn mì rối với bánh mì khô khốc, tiết kiệm tiền để chải chuốt vẻ bề ngoài của mình. Nhìn cách ăn mặc bóng bẩy sáng lón của cậu ta, chỉ mấy thằng bạn thân như chúng tôi mới biết được thật sự bên trong là như thế nào. Đôi khi thấy cậu ta thảm quá, tôi cũng chia cho cậu ta một ít đồ này nọ mà mẹ tôi đã gửi cho. Khi ấy Nghiêm Thừa cứ rụt rè nói mãi là phiền quá, nhưng cuối cùng đều nhận cả. Tuy nhìn bề ngoài không thấy rõ, nhưng tôi biết cậu ta vẫn luôn nhớ chút tình nghĩa đó. Quan hệ bạn bè của chúng tôi cũng từ đó mà hình thành. Vì thế, tóm lại, Nghiêm Thừa là một người có đầy hoài bão lẫn tham vọng. Cậu ta không cam lòng chịu thua xuất thân của mình, vì thế luôn nỗ lực tỏ ra xuất sắc hơn cả những thanh niên thành phố. Một người như vậy, chuyện thành công quả thật chỉ là sớm hay muộn. Nhưng tôi chỉ không ngờ tốt nghiệp chưa được bao lâu mà cậu đã nhanh chóng thành gia lập nghiệp. Trong lòng vừa mừng cho cậu ta, vừa rịn ra đôi mắt chút thê lương. So với tình trạng hiện nay của tôi, Nghiêm Thừa quả thật là quá hạnh phúc. Trong thiệp mời còn có lá thư, trong đó kể lại một vài chi tiết về tình yêu ngọt ngào của cậu ta và vị hôn thê. Nhưng kỳ quái nhất là, trong thư cậu ta nói mình có thể phát tài nhanh chóng, như vậy là nhờ vào một bí quyết cổ xưa. Có bí quyết kia thì đường tiến thân sẽ cực kỳ rộng rãi, thăng chức nhanh chóng. Còn nói vì tôi là bạn học tốt nhất của cậu ta, nên cậu ta sẽ chỉ để lại bí quyết đó cho tôi mà thôi. Cậu ta muốn tôi tới tham dự hôn lễ, sau đó sẽ đem bí quyết độc nhất vô nhị kia ra truyền lại cho người anh em đồng cam cộng khổ này là tôi, để cả hai chúng tôi đều được phát tài. Thật sự không để tâm, tôi cười cười nghĩ thầm, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Cho dù trời có thật đổ mưa vàng đi nữa thì e cái vận may của mình thì trên đầu nhất định sẽ vẫn là ánh mặt trời chói lọi khô hanh. Trước giờ tôi không có duyên nợ với chuyện phát tài, tôi chỉ mong cả đời có thể sống yên ổn là tốt rồi. Nói đến tiền, tự nhiên tôi nhớ ra, đi dự lễ cưới là phải có tiền mừng. Tôi gãi gãi đầu, tiền lương tháng này đã gần hết, mà muốn đi thì phải lo tiền mừng cộng với chi phí đi lại, ít ra cũng phải hơn 1000 tệ. Mở miệng hỏi tiền cha mẹ thì mất mặt quá. Trong lòng tôi thầm than phiền phức. Nhưng cậu ta là bạn thân nhất thời còn đi học đại học, bạn thân kết hôn mà không có lấy một đồng tiền mừng thì thật là chuyện không coi được mà. Khi tôi còn đang ngồi đó vò đầu bứt tai thì Bạch Dực đã đi làm về. Tôi suy nghĩ rồi nhìn Bạch Dực phát hiện ra có một cách.
Đó là kéo Bạch Dực theo rồi chia tiền mừng mỗi người một nửa. Dù sao thứ sáu tuần này nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan kiến tập ở một trung tâm khoa học. Hai người chúng tôi đều được nghỉ rảnh rỗi ở nhà, cộng thêm 2 ngày cuối tuần vừa đủ thời gian để đến chỗ Nghiêm Thừa, cách thành phố B không xa mà dự hôn lễ. Người ta thường dẫn theo bạn gái, tôi thì đi cùng một anh chàng, tuy có hơi mất mặt một chút nhưng còn đỡ hơn là đi tay không. Vì thế tôi không băn khoăn gì nữa, quyết định luôn như vậy. Tôi nở nụ cười cầu tài và ân cần rót trà cho anh ta. Anh Bạch, anh về rồi đó hả? Bạch Dật nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lâu sau mới nói: về rồi, hôm nay cậu... À, mà thôi đi, coi như tôi chưa hỏi gì hết. Anh ta thay quần áo, nhấp một nhụm trà rồi ngồi kế bên bàn vi tính. Tôi biết anh ta đã phát hiện ra mình có âm mưu, nhưng tôi cũng chỉ có anh ta để chia ngọt xẻ bùi, không tìm anh ta thì biết tìm ai. Vì thế tôi cũng kéo ghế ngồi cạnh, vui vẻ hỏi: anh Bạch này, anh có muốn đi chơi đâu đó cho thoải mái không? Bạch giật tay gõ bàn phím, đầu không ngẩng lên, miệng đáp: không. Mặt tôi dài thượt, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu anh ta nhất định không đi, tôi sẽ phải bỏ ra toàn bộ số tiền mừng đào đổ ra đây. Thế là tôi đành nói thật với anh ta là vì muốn đi dự đám cưới của một người bạn cũ nhưng lại không đủ tiền, đành phải gọi anh ta đi cùng để chia đôi tiền mừng mỗi người một nửa. Dù sao hai chúng tôi cũng đã coi như là bạn bè thân thiết, cũng không cần phải khách sáo làm gì. Anh ta ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi: đám cưới? Thật sự muốn tôi góp tiền đi với cậu? Tôi áy náy gật đầu. Anh ta lập tức tiếp tục cúi xuống đánh chữ, kiên quyết: đừng có mơ. Tôi lập tức nổi giận, anh ta đúng là đồ keo kiệt, vắt cổ chạy ra nước mà. Đột nhiên nghĩ ra, Nghiêm Thừa chẳng phải có cái bí quyết bí mật gì đó sao? Bạch Dực thích nhất là những cái thứ quái dị thế này mà. Nếu nói cho Bạch Dực biết, không chừng đồ keo kiệt này sẽ cảm thấy hứng thú. Vì thế tôi xích lại gần, ra vẻ thần bí thấp giọng nói với anh ta: anh Bạch, anh là huynh đệ của tôi mới nói nha. Kỳ thật bạn tôi có một bí quyết xưa có thể nhanh chóng phát tài đó. Cậu ta bảo chỉ cần tôi tới, cậu ta sẽ nói cho tôi biết. Bạch Dực ngẩng đầu lên, thở dài nhìn tôi: người anh em, không ngờ ngay cả mấy cái lý do vớ vẩn này cậu cũng nghĩ ra được. Có thể thấy cậu đã nghèo tới mức nào rồi. Muốn tôi đi cùng cũng được thôi, nhưng mà... Tôi nuốt nuốt miếng cái ực, nhìn Bạch Dực chăm chú chờ anh ta nói hết câu. Tháng sau và cả tháng sau nữa, bao nhiêu việc nhà cậu phải làm hết đó. Suy nghĩ một chút rồi lại bồi thêm một câu: phải giặt đồ cho tôi nữa. Tôi trợn mắt, nhưng nghĩ lại quả thật cũng không còn cách nào. Việc nhà cũng chẳng có gì nhiều ngoài lao dọn quét tước bình thường, liền cắn răng: việc nhà tôi làm, nhưng quần đùi bít tất của anh phải tự giặt đi. Bạch Dực thản nhiên gật đầu: thật sao? Vậy thì rất đáng tiếc, chúc cậu đi chơi vui vẻ. Tôi đi đi lại lại trong phòng, ruột gan rối bời, lòng thầm than thở: tiền tiền tiền, đúng là tiền bạc bức chết anh hùng mà. Cuối cùng tôi đành đỏ mặt đập tay xuống bàn máy vi tính, gào to ấm ức: đồng ý. Bạch Dực khẽ cười, sau đó chỉ vào màn hình hỏi tôi: cậu nói xem nên đi chuyến tàu lúc mấy giờ? Tôi ngẩn người ra, lúc này mới phát hiện trên màn hình rõ ràng là trang web đặt vé xe lửa. Trên đó là thời gian biểu chạy của từng chuyến. Dây thần kinh cuối cùng của tôi trong nháy mắt đứt phật. Bạch Dực, anh khá lắm. Hôm thứ sáu, thời tiết rất xấu, trời đổ mưa dầm về. Tôi và Bạch Dực vội vàng leo lên xe lửa, ngồi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã tới nơi. Tôi nghĩ thầm, quả là tàu tốc hành có khác. Đó là một thị trấn nhỏ, là nhà của bạn gái Nghiêm Thừa. Mưa dầm suốt nhiều ngày khiến cho cả bốn bề đều tối sầm mờ mịt, tầm nhìn bị cản, cách xa xa vài mét đã không thấy gì nữa. Tôi xuống xe, căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc,
nhận ra Nghiêm Thừa đang đứng trên sân nhà ga chờ sẵn. Cậu ta không còn mặc quần jean, áo thun nghèo nàn đơn giản như hồi đi đại học nữa, mà là quần áo hàng hiệu, cộng thêm gương mặt tuấn tú, càng có vẻ là một doanh nhân trẻ thành đạt. Nhưng đứng giữa trời mưa dầm, trong nét mặt cậu ta có hơi tái, hình như cũng gầy đi nhiều, quanh mắt là hai vành đen, thoạt nhìn có vẻ tiều tụy. Nghiêm Thừa cũng đã nhận ra tôi, vội vàng vẫy vẫy tay từ xa. Tôi và Bạch Dực tiến về phía cậu ta. Cậu ta thấy bên cạnh tôi là một người lạ, hiển nhiên có hơi sững lại. Tôi vội vàng giới thiệu, đây là đồng nghiệp của tớ, cũng là bạn cùng phòng, tên là Bạch Dực. Vừa đúng lúc rảnh rỗi nên tôi kéo anh ta tới luôn. Nghiêm Thừa lập tức đưa tay cười vồn vã, bạn của Tiểu An cũng là bạn của tôi, đám cưới ngày mai nhất định phải mời anh uống cho thật say mới được. Bạch Dật mỉm cười bắt tay Nghiêm Thừa, xin chào, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Nghiêm Thừa nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, cảm ơn anh, thôi bây giờ tôi lái xe đưa hai người về nhà nghỉ tạm cái đã, tối nay chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tôi vỗ vỗ vai Nghiêm Thừa cảm thán, cậu dạo này phát đạt quá, nhìn cậu kìa, mặc toàn đồ hiệu, lại còn cả có cả xe hơi nữa chứ. Chà, chắc là cuộc sống sung sướng lắm hả? Cùng lúc đó lại cảm thấy hơi kinh ngạc, sao cậu chàng này lại gầy đến như vậy nhỉ? Lúc nãy vỗ vai cậu ta, cảm giác như cậu ta chỉ còn da bọc xương. Vì thế tôi vô thức quan sát kỹ hơn một chút, thấy trong tròng mắt của cậu ta toàn là tia máu, môi khô nẻ, thỉnh thoảng lại liếm môi. Nghiêm Thường không nhận ra tôi đang chăm chú nhìn, chỉ mỉm cười vẻ thần bí. Cậu cũng có thể trở thành như tớ thôi, chỉ cần tin tớ là được. Tôi ngẩn người, vậy là bí quyết phát tài là có thật, tôi cứ nghĩ đó chỉ là nói đùa. Bạch Dực tiến lên trước, quay lại vẫy tay gọi tôi, ý bảo tôi khẩn trương lên. Vì thế tôi cũng đành rảo chân đi, tạm gác mọi thắc mắc lại. Tới bãi đậu xe, Nghiêm Thừa dừng lại trước một con Audi A6 mới tinh, thoải mái mở nắp xe sau ra cho chúng tôi bỏ hành lý vào. Đợi chúng tôi ngồi vào băng ghế xong xuôi mới mở máy xe, lái xe về nhà cậu ta. Trên đường đi, Nghiêm Thừa còn giới thiệu cho chúng tôi phong thổ vùng này. Có thể thấy cậu ta vẫn nói nhiều như xưa. Tôi đột nhiên nhớ lại Nghiêm Thừa hoạt hôn thời đại học, lòng chợt thấy có chút nhớ nhung ngày xưa. Đại bộ phận người dân vùng này đều trồng cây ăn quả, gia đình nào cũng rất khá giả, vì trong thôn cách đây 20 năm đã bắt đầu ký một hợp đồng cung cấp trái cây lớn cho thành phố. Loại trái cây đặc sản ở đây là quất, hầu hết là để xuất khẩu đấy. Nghiêm Thừa nói, vì thế thôn này còn được gọi là cát thôn. Vì sao trồng cây quất lại có nghĩa là cát tường? Tôi hỏi. Dân gian quen viết chữ quất thành chữ kết, mà chữ kết là do bộ mộc cộng với chữ cát mà tạo thành, cho nên trái quất biểu thị cho tiền tài và may mắn. Dịp đầu xuân, người ta thường tặng nhau hai chậu quất để mong một năm mới đại cát đại lợi. Tết Nguyên Đán cũng có rất nhiều gia đình đặt một gốc quất trước nhà, trên cây còn treo bao đỏ lì xì, thật ra cũng có nghĩa là chiêu tài. Hơn nữa, quả quất có màu vàng rực của tiền vàng, càng thêm hợp ý. Bạch Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ đáp lời. Nghiêm Thừa cười to gật đầu, hóa ra anh Bạch cũng biết nhiều quá nhỉ. Người buôn bán chúng tôi tin mấy cái này lắm, vận may là thứ hết sức quan trọng mà. Thật ra từ khi tôi gặp Tiểu Lan, vận may của tôi mới tốt lên, trúng vé số, có tiền lại đầu tư cho sự nghiệp, bây giờ cũng coi như có chút thành đạt. Nói xong, khuôn mặt Nghiêm Thừa trông rạng ngời hạnh phúc. Chị nhà trông thế nào? Tôi hỏi. Nghiêm Thừa cười đầy bí ẩn, cậu gặp đi rồi sẽ biết. Chúng tôi tiếp tục hàn huyên cho tới lúc về tới nhà. Chúng tôi xuống xe ngắm nghía căn nhà của Nghiêm Thừa, quả thật nhìn rất bề thế.
Đó là một biệt thự kiểu Tây, sau nhà có một vườn hoa, nhà có gara để xe hơi. Vào cửa nhìn thấy phòng khách càng thêm uy hoàng tráng lệ. Lúc này bạn gái của Nghiêm Thừa nghe tiếng chúng tôi tới, cũng vừa bước từ trên lầu xuống. Áo liền váy màu trắng vừa vặn với dốc người mảnh mai yêu kiều của cô. Da trắng trẻo, nét mặt thanh tú, mái tóc đen dài càng khiến cô có vẻ quyến rũ. Đẹp tới nỗi có thể gọi là hoàn mỹ. Thảo nào Nghiêm Thừa mỗi lần nhắc tới cô là lại có vẻ như chìm trong hạnh phúc. Quả thật là một người đẹp hiếm có. Có một cô gái như thế làm vợ đúng là có chết cũng không tiếc. Người đẹp mỉm cười lên tiếng chào. Anh là Tiểu An phải không? Em tên là Tô Lan. Nghiêm Thừa thường xuyên nhắc tới anh. Cảm ơn anh hôm nay đã tới tham dự hôn lễ của chúng em. Nói xong lại quay đầu nhìn Nghiêm Thừa, có ý muốn hỏi Bạch Dực đứng bên cạnh tôi là ai. Nghiêm Thừa cởi áo khoác cười. Anh ấy là đồng nghiệp của Tiểu An, cũng tới tham dự hôn lễ của chúng ta. Tiểu Lan, em thay anh trò chuyện với hai cậu ấy nhé. Anh lên lầu chuẩn bị phòng cho khách đã. Nghiêm Thừa cười đáp một câu rồi nhanh chân đi lên lầu. Bạch Dực có vẻ hơi ngại. Tôi kéo anh ta ngồi xuống ghế trong phòng khách. Tô Lan pha cà phê cho hai chúng tôi. Tôi và Bạch Dực ngồi xuống mới phát hiện phòng khách dùng hoa hồng để trang trí. Trên bàn trà cũng đặt vài lễ vật dùng cho hôn lễ, nhưng trông vẫn có vẻ hiu quạnh kỳ lạ. Hai người sắp kết hôn mà sao chỉ có hai người bọn họ? Cha mẹ hai bên cũng không thấy, họ hàng cũng không tới giúp. Vì vậy tôi bó rối hỏi. Sao không thấy cha mẹ của Nghiêm Thừa nhỉ? Các bạn kết hôn chắc cần nhiều người giúp chứ nhỉ? Tôi còn chờ gặp lại hai cô em gái của Nghiêm Thừa đây này. Tô Lan đặt tách cà phê xuống bàn nói. Mọi người vừa đi giúp chúng em mua vài thứ rồi, chút nữa mới về. Bạch Dực từ khi bước vào căn nhà này thì gần như hoàn toàn im lặng, chỉ quan sát xung quanh. Tôi biết anh ta là một người trầm mặc, nhưng ngay cả một câu chúc mừng đám cưới cũng không nói thì có vẻ hơi thất lễ. Tôi vừa định ra dấu cho anh ta bắt chuyện thì Bạch Dực lại lên tiếng. Phòng ốc của hai người bố trí thật thú vị. Ngũ môn thủ thủy, liên trinh nạp khí, ngũ hành cũng đầy đủ. Tô Lan vừa nghe Bạch Dực khen thì chân mày liền nhướng cao, khanh khách cười. Không ngờ anh Bạch cũng biết phong thủy, bọn em là người làm ăn, đương nhiên phải chú ý tới phương diện này rồi. Nghe nói phong thủy thế này có thể đưa tài vận tới. Tôi thấy bầu không khí bắt đầu trở nên hài hòa, cũng cười mà khen. Chị am hiểu phong thủy, thảo nào mà Nghiêm Thừa dạo này phát đạt như thế. Chợt nghe trên lầu vang lên những tiếng động kỳ quái, dường như có rất nhiều người đang bước rầm rập trên đó. Tôi nghĩ trên lầu chắc có khách khác, liền hỏi Tô Lan. Trên lầu ngoài Nghiêm Thừa còn có khách nữa à? Tô Lan liếc nhìn trần rồi cười đáp. Không có ai đâu, có lẽ do cửa sổ không đóng. Hôm nay trời lại mưa gió dập vào đấy thôi. Đợi lát nữa em sẽ đi đóng cửa. Tôi gật đầu, nhưng vẫn mơ hồ nghĩ những tiếng động ban nãy hoàn toàn không có giống như những tiếng gió đập vào cửa sổ. Có điều nếu chủ nhân đã nói vậy thì cũng không tiện hỏi lại. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, không khí rất vui vẻ. Một lát sau thấy Nghiêm Thừa xuống lầu, Tô Lan buông tách cà phê cười. Em và anh Thừa bây giờ còn phải lái xe ra ngoài mua đồ ăn về nấu bữa tối. Hai anh cứ thoải mái như ở nhà nhé. Nếu buồn thì cứ xem phim. Em định mời hai anh đi quanh đây tham quan một vòng cơ, nhưng hôm nay trời mưa, đi ra ngoài có lẽ không tiện. Tôi và Bạch Dực đều gật đầu. Nghiêm Thừa bèn dẫn chúng tôi lên phòng trên lầu. Trên lầu rất nhiều phòng. Nghiêm Thừa dẫn hai chúng tôi đến hai căn phòng xa cầu thang nhất và bảo: Tiểu An, cậu ở phòng này, bạn cậu ở phòng bên cạnh nhé.
Vật dụng thường ngày tớ đã chuẩn bị trong phòng cả rồi. Tớ nhớ cậu rất thích chơi game nên trong phòng có máy chơi game đấy. Cứ chơi thoải mái, các cậu cứ tự nhiên, có gì cần nữa thì báo, tớ đi mua đồ ăn nhân tiện mua thêm cho. Tôi thấy cậu ta đã chuẩn bị chu đáo đến thế vội vàng đáp, chắc không có gì nữa đâu, chỉ cần một chỗ ở buổi tối thôi mà, các cậu đừng lo. Nghiêm Thừa cười, được, vậy tớ với Tiểu Lan đi mua đồ một lát, các cậu cứ thong dong, anh em với nhau cả, đừng khách sáo làm gì. Tôi và Bạch Dược cảm ơn rồi gật đầu chào Nghiêm Thừa. Tôi thấy hai vị chủ nhà đều đi hết, trong lòng có chút hụt hẫng. Sao hôn lễ mà lại lạnh lẽo thế này nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ chỉ mời có tôi thôi sao? Tôi nhìn sang bên Bạch Dực, thấy anh ta cao mày, trong mắt thoáng vẻ hối hận. Tôi cũng hơi hối hận, nhưng còn biết làm thế nào đây? Dù sao cũng đã đến rồi. Tôi húng hắn vài tiếng, tiếu táo nói, đang nghĩ gì đấy hả? Thấy con gái đẹp nên tơ tưởng đấy à? Tôi cảnh báo anh nhé, cô ấy là vợ của bạn tôi đấy, đừng có mà lung tung. Kỳ thật trong lòng cũng ngầm nhận ra đám cưới của Nghiêm Thừa thật sự kỳ quái. Hơn nữa sự thay đổi của cậu ta cũng rất đáng ngờ. À, không thể nói những mấy câu xui xẻo ngày trước hôn lễ của người ta được. Bạch Dực đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài và nói với tôi, cậu không thấy kỳ lạ à? Lúc nãy ở dưới lầu cậu cũng nghe thấy đấy, rõ ràng có phải tiếng gió thổi đâu. Hơn nữa cách bố cục phong thủy của nhà họ. Còn nữa, ở đây tuy rằng chỉ có hai chúng ta, nhưng mà... Nói được nửa chừng, Bạch Dực quay lại nhìn tôi, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi rồi đi đến trước mặt tôi bảo, bạn của cậu rất kỳ quái. Không, cả hai người bọn họ lẫn căn nhà này đều kỳ quái. Chúng ta chờ đám cưới kết thúc xong thì nên đi ngay thôi. Tôi cũng vô thức gật đầu. Đúng, hôn lễ lần này của Nghiêm Thừa vì sao cha mẹ và các em gái cậu ta không tới? Chỉ có hai người bọn họ, còn họ hàng gia quyến đâu. Nhưng dù sao cũng có thiệp cưới, có nhà mới, có cả tân nương, làm sao mà giả được chứ? Tôi lắc đầu nói với Bạch Dực, chắc không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá, dù sao cũng đã đến rồi. Giật không đáp lại, ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào lại bắt đầu đổ mưa. Mưa đập lên cửa sổ lách tách, cả căn biệt thự bao la chỉ có hai chúng tôi, tự nhiên cảm thấy bị ai đó theo dõi, người như cứng lại. Chạng vạng tối, Nghiêm Thừa và Tô Lan mới về, còn mua thêm hai chai rượu vang đỏ. Tô Lan cười chào chúng tôi rồi vội vàng vào nhà bếp làm cơm. Nghiêm Thừa cũng nói phải đi chuẩn bị bát đũa bàn ghế trước, bảo chúng tôi chờ một chút. Tôi hỏi cậu ta có cần giúp gì không thì cậu ta chỉ lắc đầu, hai cậu là khách mà, không cần phải làm gì đâu. Đợi lát nữa Tiểu Lan làm cơm xong, các cậu có thể thưởng thức tài nấu nướng của cô ấy. Dứt lời, Nghiêm Thừa liền đem rượu vang sang phòng ăn. Phần 1 của hồi thứ 5 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe phần cuối của hồi thứ 5 vào clip tiếp theo nha.